Đức Phật dạy nên cung kính cha mẹ, tội bất hiếu là ngũ nghịch trọng tội, con không biết phải làm sao. Báo hiếu nó trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói như thế này: dù cho đó mình một vai cộng cha, một vai cộng mẹ, đi hết cả quả địa cầu, cung cấp đầy đủ nuôi dưỡng cha mẹ, dầu cho cha mẹ có tiêu tiểu ngay trên người của mình vẫn không một lời oán hận, thì dù cho như vậy mình vẫn không thể nào báo hiếu được. Nhưng nếu như đối với ai cha mẹ có tà kiến, giúp cho cha mẹ có chánh kiến, cha mẹ không có niềm tin nơi Tam Bảo, giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo, cha mẹ không có giới, giúp cho cha mẹ có giới hành, cha mẹ bỏng sẻn, giúp cho cha mẹ biết bố thí. Thì người con như vậy đó là đã trả được ơn sinh thành của cha mẹ rồi. Cho nên cái việc mà mình giúp cho cha mẹ có giới và mình giúp cho cha mẹ không có phạm giới, nó không phải là nó không phải là bất hiếu. Cái tội ngũ nghịch á là tội giết cha giết mẹ, nó mới là ngũ nghịch nha, chứ không phải là cha mẹ bắt mình phạm giới mình không phạm giới, nó là ngũ nghịch thì không có đúng. Chính bởi vì cái việc giúp cho cha mẹ có chánh kiến, giúp cho cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo, giúp cho cha mẹ có giới hạnh, giúp cho cha mẹ có lòng hào sảng, nó rất là khó. Mà bởi vì nó khó như vậy đó thì nó mới trả hiếu được, chứ còn dễ quá thì đâu nói làm chi. Trước mắt á thì sư không khuyên là để vui lòng cha mẹ thì mình nên phạm giới, sư không khuyên nha. Bởi vì trong Trung Bộ Kinh á, ngài Xá Lợi Phất ngài có dạy là nếu như mình vì cha mẹ mà mình phạm giới thì đến khi thân hoại mạng chung, mình đi địa ngục, cha mẹ không thể nào cầu xin là con của tôi nó phạm giới là vì tôi, cho nên làm ơn làm phước đừng đem con tôi đi địa ngục, thì chuyện đó không thể xảy ra. Nhớ giùm chuyện này, quý vị có vì cha mẹ mà phạm giới thì mình vẫn đi địa ngục như thường, và cha mẹ sẽ không thể cầu xin là vì tôi cho nên con tôi mới phạm giới, cho nên làm ơn làm phước đừng cho nó đi địa ngục, chuyện đó không làm được. Chính bởi vì như vậy nên giữ giới, tuy nhiên nên khéo. Nên khéo. Ví dụ như bắt phải sát sanh thì mình không có làm, không có làm, ra ngoài chợ đó, ra ngoài chợ đó mua cái đồ làm sẵn rồi, hoặc là đồ đông lạnh ha, hoặc là đồ làm sẵn mua về. Còn kêu mà làm á thì không có làm. Sư thấy có những cái clip rất là hay, là không biết cái gì thấy chờ tí xíu. Thì quý vị thấy đó, trên mạng nó có những cái clip ha, là có những cái đứa bé nó sẵn sàng nó khóc, nó dễ đành đạch để nó cản mẹ nó làm thịt gà, hoặc là giết con này giết con kia.
tới cái mức mà nó sẵn sàng nó chụp vào cái lưỡi dao, xin thưa, sẵn sàng chụp vào cái lưỡi dao để nó cản. Thì nếu như mà mình có cái gan như vậy đó mới được, chứ còn mình không có, xin thưa, không có cái gan chụp vào lưỡi dao đó, để mà cản, không có cho sát sanh, thì thôi, mỗi trước mắt ha, trước mắt mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Cái vật gì mà do người nhà của mình giết hoặc là bảo người khác giết thì mình sống chết mà không có ăn, hôm đó mình thà mình nhịn hoặc là mình chỉ ăn cơm trắng thôi đấy. Thì từ từ đó, xin thưa nha, nói nó kỳ, chỉ có con á bỏ cha mẹ chứ không có cha mẹ nào bỏ con hết trơn. Cho nên cứ yên chí nha, cha mẹ thì kiểu gì thì cũng thương con. Ừ. Sư nhìn, sư đang nhìn cái mạng, nó báo là cái mạng nó đang yếu, đang chập chờn đấy. À, rồi cái biện pháp giải quyết là quý vị có thể tùy theo cha mẹ của mình á, có thể rủ cha mẹ mình đến chùa trong những cái dịp đặc biệt, ví dụ như trai tăng hoặc những dịp lễ mà có thuyết pháp á, dẫn cha mẹ đến rồi ta nói là gần chùa á, gần chùa thì mình cũng hưởng được cái này cái kia. À, hoặc là quý vị khuyến khích có những bài pháp, những cái bài học giáo lý đó, quý vị có thể mở, quý vị mở nghe mà mở loa ngoài đó, rồi từ từ thì có thể cha mẹ cũng nghe được. Nhưng mà sư khuyên là nên mở những cái lớp giáo lý, bởi vì như vậy đó nó sẽ đúng chánh pháp. Chứ còn mấy cái bài mà cũng kẹt quá, là bởi vì sẽ nói như vậy sẽ không chắc là quý vị đang nghe những cái bài pháp nào, có khi á, nó hợp với cái lỗ tai của quý vị đó, mình không đúng chánh pháp, nó không đúng chánh pháp, nghe người ta vuốt ve, người ta nịnh mình nó không đúng chánh pháp, mình nghe kiểu đó nó độc nữa. Cho nên trên lý thuyết thì gần gũi những bậc trí, gần gũi những bậc thiện tri thức đấy. Hoặc là quý vị mến tin tưởng vị thầy nào đó, thì quý vị thỉnh mời cha mẹ đến rồi gặp vị thầy của mình, để cho cái vị thầy đó đó hướng dẫn thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì bụt nhà không có thiên, mình nói thì nó có khi nó rất là khó, mà người khác nói thì có khi là cha mẹ là dễ nghe.